Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa Đà Lạt và một số công trình trên quốc lộ 20, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự án nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa có tổng chiều dài khoảng 10,3 km. Điểm đầu tiếp giáp với nút giao quốc lộ 20 đi đèo Brent và đèo Mimosa. Điểm cuối tiếp giáp với nút giao thông vòng xuyến ngã tư đường Khe Sanh giao với các đường Hùng Vương, Phạm Hồng Thái, Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Ngoài ra, dự án cũng đầu tư xây dựng sửa chữa 11 cầu trên quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh. Khổ cầu phù hợp với khổ nền đường hiện hữu, có xét đến quy mô quy hoạch. Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Mimosa, sau khi nâng cấp sẽ có nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 440 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác năm 2024. Đèo Mimosa là tuyến đường dành cho các loại xe tải có tải trọng trên 1,5 tấn lưu thông nhằm giảm áp lực đèo Brent Đà Lạt. Do lượng xe đi lại nhiều nên đèo Mimosa đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi chờ dự án nâng cấp cải tạo mới tuyến đèo Mimosa được triển khai, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để khởi công sửa chữa gần 5 km đoạn bị hư hỏng nặng của đèo Mimosa đã được Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn và dự kiến hoàn thành vào tháng 11 tới.